Mời các bạn nghe tiếp chương 6 Bến không chồng Cậu trưởng nam con dòng họ Nguyễn Đinh vinh rằng thế giới đang nổi loạn Nó vừa mới thấy mọi người hân hoan, hoan chào đón hòa bình xong Bây giờ lại thế này Từ đường họ Nguyễn đã trở thành nhà tù Cùng nhốt địa chủ của bọn phản động Điều mà thằng Nghĩa ngỡ ngàng hơn cả Là ông Sung lại là phản động chú sen chú sinh là việt gian âm mưu phá hoại cống linh thằng nghĩa xét nét nhìn hai dân quân ở làng hạ được điều về đây canh gác nhìn sắc mặt hầm hầm của hai dân quân cầm súng đứng ở cửa từ đường nghĩa đoán chắc tình hình nghiêm trọng lắm nghiêm trọng hơn cả ngày bộ đội về đánh bút linh đêm đánh bút linh thằng nghĩa cũng thức suốt đêm chập tối bộ đội súng ống dậm dịch kéo về tập kết chật ba gian từ đường. Nghĩa thấy mẹ nó, mẹ bé Hạnh, ông Sung và cả thím sen tất bật nấu cơm cho bộ đội. Những nắm cơm bằng quà bưởi để đầy ra nia cho nguội. Mẹ nó gói mỗi nắm cơm kèm theo một ít muối vừng và bốn con tôm rào kho chia cho mọi người. Trong đội xung kích đi đánh bút linh đêm đấy, có cả chú sen và chú sen chú sinh nhà ông sung đến chín giờ tối đoàn quân lặng lẽ kéo đi từ đường họ nguyễn lại vắng hoe mẹ nghĩa mẹ cái hạnh và mấy bà hàng xóm ngồi thi thầm chờ đợi giờ nổ súng tới nửa đêm tiếng súng rộ lên nghĩa leo hẳn lên nóc từ đường nhìn về phía bút linh lửa cháy sáng cả góc trời chừng tiếng sau du kích khanh thương binh về để kín ba gian từ đường những cánh cửa lim hạ hết xuống làm bàn mổ làm giường cho thương binh nghĩa còn cầm đèn soi cho y tá băng bó vết thương cho bộ đội ba gian từ đường màn trắng răng kín lần đầu tiên nghĩa thấy máu người sao trong người ta lại lắm máu thế nghĩa vào đây mẹ bảo tiếng mẹ gọi giật nghĩa vào nhà thấy bố mẹ đang ngồi cùng với chủ tịch đột. Ngồi xuống đây mẹ bảo, con phải nói thật, không được giấu điều gì. Từ trước đến giờ, ông sung, chú sen, chú sen, chú sinh, cho con những gì? Nhìn nét mặt nghiêm khắc của bố mẹ và chủ tịch đột, Nghĩa biết không thể không nói, Nghĩa cố nhớ lại mọi chuyện. Ông sung cho con một đồng mua bi, Chú xình cho con bốn bắp ngô Con cho ba anh em nhà cái hành Mỗi đứa một bắp Còn con một bắp Đấy Lời khai của thằng Nghĩa Đúng như lời tố giác của ba con Chủ tịch đột sáng mắt nhìn bố mẹ Nghĩa Nghĩa này Bố nói Chú xình còn đưa con một cái thuồng nữa Vâng ạ Đấy mà Chủ tịch đột vỗ đét một cái vào vai bố Chú ấy bảo con mang thuồng xuống đám ruộng ngô nhà chú ấy đào hộ mấy lỗ chuột nghĩa nói và nhìn chủ tịch đột hôm ấy con bắt được bao nhiêu con chuột to và cả ổ chuột con tí chính mày đã vẽ cái thanh giá trên đường bố nói và nhìn nghĩa lo lắng vâng à thôi thế là đủ rồi chủ tịch đột nói chúng đã lợi dụng trẻ con rất tinh vi còn cái việc mày đã vẽ cái đường liên lạc từ cây thánh giá đấy đến nhà ông sung thì nhiều người nhìn thấy chủ tịch đột nói rồi đứng dậy bước ra cửa bố cũng lập cập đi theo chủ tịch đột ôi ôi con ơi sao con lại làm những chuyện dại dột thế hử mẹ than vãn nhìn nghĩa mắt mẹ đò ngầu mày không biết cái vạch mày kè từ cây thánh giá về nhà ông sung người ta đã phát hiện ra đó là đường dây liên lạc của bọn quốc dân đảng từ nhà thờ tới nhà ông sung chú Sàng và chú sinh đã lợi dụng sự ngây ngô của mày cho mày mấy cái bắp ngô mà mày cũng đi làm những việc tày đình mày đã đi vẽ đường cho bọn phản động mẹ nói gì lạ con vẽ đường nào đâu con chỉ mượn mỗi cái thuồng của chú sinh đi đào chuột à đúng rồi hôm ấy con có kéo dê cái thuồng từ đoạn đường con vẽ cây thánh giá về trà cho chú sinh. thôi mày câm mồm đi mẹ quát từ nay tao cấm mày làm vậy có ngày vào tù đấy con ạ à. nghĩa rất khổ tâm làm bố mẹ phải buồn phiền vì mình mọi sự cứ như chân trời rơi xuống lẽ nào cậu lại vô tình vẽ đường cho bọn phản động chúng quy cũng chỉ tại cậu đại lãn kéo dê cây thuồng trên đường làng Đến tối, Nghĩa ra sau nhà đi đái. Nghĩa còn đang đái tè tè, thì có bóng người từ khóm chuối, nhảy bồ đến, tóm lấy tay Nghĩa, làm nó tí ngất xỉu. Nước đái vãi ra, ướt cả quần. Qua giọng nói, Nghĩa nhận ra là thím sen, con dâu ông sung. Thím đã giấu mấy nắm cơm ở chân đống rơm. Giọng thím sen run run. Cháu tìm cách nào, mang vào từ đường Ông và chú Seng chú sinh chết đói mất. Nghĩa còn đang bùn dồn chân tay chưa kịp mở mồm, thì thím sen đã vội lần vào vườn chuối, như thể có ai đó đang rình bắt thím. Nghĩa còn đang hoang mang về câu chuyện ban sáng và ánh mắt buồn giàu lo lắng của bố mẹ. Nghĩa không muốn dính dáng gì đến chuyện của người lớn. Nhưng dù sao cũng không thể để ông sung và chú sen chú sình chết đói. Nghĩa mỏ mẫm quanh đống rơm Thấy túi cơm, thím sen đã vùi vào đấy từ bao giờ. Mẹ dục Nghĩa đi học. Nghĩa bảo, con đau bụng. Hồi này, từ người già đến trẻ con, tối đến phải đóng cửa đi tập trung để ôn nghèo kề khổ đấu tố địa chủ, phát giác những hoạt động của bọn quốc dân đảng. Nghĩa thấy nhiệm vụ thím sen nhờ mang cơm vào từ đường cho ông Sung và các chú thật khó khăn hai dân quân vẫn liên tục đứng canh gác ở cửa tư đường. Bất chợt, nghĩ ngay ra cái cửa to vò phía sau hậu cung bị vỡ kính. Nghĩa có thể chui lọt. Nhân lúc, hai dân quân bật lửa hút thuốc lào. Nghĩa đeo túi cơm lên cổ, lao ra phía đồ hồi tư đường, nhanh như một chú sóc. Y ạch mãi, Nghĩa mới tha được chiếc ghế hái chè ra sau hậu cung. Nghĩa leo lên ghế, nhanh như chú khỉ, luôn qua lỗ tò vò. Trong hậu cung lâu nay không hương khói, lạnh tanh. Nghĩa gión rén, bò tới nơi giam giữ ông Sung và các chú. Trước mặt Nghĩa lúc này là những thầy ma ngồi rũ rượi dưới các cột trụ, chân bị cùm chặt. Nghĩa thấy buồn nôn vì mùi phân, mùi nước dài sực lên mũi. Nghĩa nhận ra ông Sung, chú Sèng, chú Sình và cả chú Ninh với mấy người trên làng hồi qua ngọn đèn dầu đỏ quạch ngoài cửa. Nghĩa vội vã bẻ cơm, chia hết cho mọi người, rồi chuôn thẳng. Vừa kéo được chiếc ghế hái chè ra giữa vườn, thì nghe tiếng ông đội trưởng đội cải cách và tiếng cô tí hin, em gái chủ tịch đột. Nghĩa hoàng sợ, nghĩ là chuyện của mình mang cơm đã bị lộ. Dưới ánh trăng, Nghĩa nhận ra ông đội trưởng và cô tí hin đi vòng ra phía sau hậu cung. Nghĩa vội nằm sụp xuống bụi rong giềng nín thở, dán mắt nhìn theo hai người đi tới góc mít bỗng ôm choàng lấy nhau đồ cành xuống đất dẫy rụa thế mà tối nào ông đội trưởng cài cách cũng bảo với dân chúng là đi tuần tra canh gác tùng 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 tiếng trống dậy lên khắp các nẻo đường làng từ bà cụ già khọm trống gậy đến các chị con thơ tay bồng tay bế dắt díu nhau cơm đùm cơm gói đổ dồn về sân đình đông thanh thiếu niên dương cờ biểu ngữ khẩu hiệu đi trong dòng người luôn miệng hô vang đà đào bọn địa chủ cương hào gian ác đâu xó đa đáo đa đáo đa đáo đà đào hai tên việt gian phản động xèng sinh âm mưu phá hoại công linh đa đáo đa đáo những cánh tay giơ lên đều răm rắp theo những tiếng hô phẫn nộ cái hạnh nhớn nhắc tìm cậu trưởng nam con dòng họ nguyễn nhìn thấy mẹ nó và anh hà anh hiệp hạnh long tong chạy lại gửi mẹ hai nắm cơm chú vạn vừa đưa cho nó giữ tới sân đình nó đã thấy người ngồi chen đặc sân có người đứng trên các bờ tường có kẻ còn ngồi chồm hỗm trên nóc đình đông hạnh chen dần lên sắt kỳ đài kỳ đài cao ngất đò rực khẩu hiệu và biểu ngữ hạnh phải đứng lên lưng con chó đá mới nhìn thấy nghĩa đang ngồi với bố mẹ ở hàng trên cùng, dành riêng cho những người lên đấu tố. Khoảng giữa kỳ đài và dân chúng, có một khoảng trống, người ta đào một cái hố tròn như hố tăng xê, sâu đến ngực địa chủ hào. Địa chủ hào đứng dưới hố, tóc bạc phơ, mặt da khom, cúi gằm xuống đất. Hạnh liều chen lách tới, ngồi vào chỗ nghĩa. Nó nhìn thấy chú vạn sách súng, đi dẹp trật tự. Góc trái kỳ đài, có mấy người bị trói chặt hai tay Đứng chờ để lượt mình phải nhảy xuống hố Để toa xử tội Trong số người bị trói Có cả ông Sung Chú Sèn, chú Sình Như vậy là nhà ông Sung Có mỗi vợ chồng chú Seng và cô Thảo Là không làm gián điệp Mày để ý những người bị trói Lúc này cái hạnh mới nhìn thấy Những người ngồi oai nghiêm trên kỳ đài cao ngất Còn có cả cô Tí Hinh Em gái chủ tịch đột Ôi Sao lúc này cô Hin trông đẹp thế? Đôi má cô cứ đỏ hồng hồng. Cô Hin trông oách nhỉ? Hạnh thốt lên. Oách đéo gì? Cậu trường nam buột miệng. Sao anh nói bậy thế? Hạnh sững sờ nhìn nghĩa. Tao bắt quả tang. Cô ấy ngủ lang với tay đội trưởng cải cách sau từ đường. Chết! Anh nói thế mà không sợ cô ấy bắt à? Mày đi mà mách với cô ấy. Cái hạnh im thít nó liếc trộm nghĩa và thấy gương mặt nghĩa buồn xìu vẻ cáu bẩn đầu óc hạnh thấy lung bung chất chứa bao điều kỳ lạ mọi người ngồi lặng dưới nắng với vẻ mặt căng thẳng mặt đồ dồn lên kỳ đài phiên tòa diễn ra mỗi lúc một sôi động hạnh rất bắn người khi nghe tiếng đập bàn chan chát lẫn tiếng hô tiếng quát của những người ngồi trên kỳ đài qua những lời đấu tố và lời luận tội của tòa hạnh chỉ hiểu đơn giản Ông sung mắc tội đi lấy lá chuối đêm trong vườn địa chủ hào. Bác hình mắc tội thổi kèn lá chuối. Chú Sàng, chú sinh mắc tội đặt mìn phá cống linh. Chả biết chú Sàng, chú sinh có phá cống hay không. Nhưng cái tội chú ném mìn đánh cá thì nó và anh Nghĩa đã nhìn thấy tận mắt. Anh Nghĩa cấm nó không được hé răng nó với ai. Nên chuyện này chỉ nó và anh Nghĩa biết. Đến giờ nghỉ ăn trưa, mọi người tàn ra tìm chỗ dâm mắt, bỏ cơm nắm ra ăn. Hạnh đến chỗ mẹ, lấy hai gói cơm nắm, rồi vội đi tìm chú Vạn. Hạnh nhớ nhắc tìm khắp sân đình mà vẫn không thấy bóng chú Vạn đâu. Chỗ nào Hạnh cũng thấy người túm tụm, xì xào bàn tán gì đó. Người nhai cơm nắm cho con, người cho con bú, thỉnh thoảng lại có tiếng trẻ con khóc thét lên. Hạnh chạy vào trong đình thấy chú vạn đang ngồi trước bàn cùng với chủ tịch đột sáng nay anh không đấu lão sung là anh hèn chủ tịch đột nói có lẽ anh bị mất tinh thần đấy tôi xa quê hương từ bé biết gì đâu chú vạn chống chế còn cái chuyện bắt được ông ấy ở vườn chuối thì tôi đã bắt ông ta lên xã rồi thế thôi tôi biết anh còn nề nang họ tộc chủ tịch đột gay gắt Chúng ta không xử được thằng bố của hai tên phản động, xèn sinh là lỗi phần nào ở anh. Anh phải nghiêm khắc kiềm điểm việc này. Thôi được. Đột chợt hạ giọng. Tới hôm xử bắn, anh phải thể hiện cho mọi người thấy mình là một tay súng dũng cảm, đã từng chiến thắng điện biên phủ. Tôi là bạn nối khố của anh, tôi mới góp ý chân tình, sự dè trưng của anh hôm nay. Tôi tin là đồng chí đội trưởng sẽ hoài nghi về lập trường giai cấp của anh có vấn đề đấy. Tôi tình nguyện bắn địa chủ hào. Vạn háo hức nói. Không được. Thằng hào phải để cho tay súng của thằng thước. Đột cười, nheo cặp mắt hấp háy, hé sắt vào tai vạn. Đây là dịp ta thử thách lòng trung thành của thằng thước với đảng nó là thằng con nuôi cưng nhất của thằng hào từ nhỏ anh hiểu không còn nhiệm vụ của anh phải bắn vào đầu hai thằng họ nguyễn nhỉ anh thôi được tôi chấp nhận nguyễn vạn đứng dậy bước loạn choạng đến chỗ cái hạnh đang đứng nép vào cột đình cháu đói rồi hả chú cháu mình bỏ cơm ra ở đây cũng được hai chú cháu bỏ cơm nắm ngồi ăn cái hạnh tròn mắt nhìn chú vạn chú định xung phong bắn chú xèng chú sinh sao đấy là nhiệm vụ mà cháu nhiệm vụ của người chiến sĩ cách mạng phải tiêu diệt tận gốc dễ bọn quốc dân đảng bọn phản động mang cơm no áo ấm cho toàn dân chú vạn ơi hạnh ấp úng nhìn chú vạn có phải chú và mẹ cháu giận nhau ai bảo cháu thế cháu biết tại vì lúc nãy cháu gặp mẹ cháu mẹ cháu trà hỏi gì chú mọi lần cứ gặp cháu là mẹ cháu hỏi thăm chú dối cả lên vạn lau súng trong đời vạn đã không biết bao nhiêu lần lau súng nước thép khẩu súng vạn giữ vẫn đen bóng vạn có cảm giác là lạ, lạ cái khó là mũi súng của vạn lần này nhắm vào đầu hai thằng con trai ông sung mới hôm nào vạn còn ngồi cùng mâm trong ngôi nhà từ đường họ Nguyễn Cùng véo một đĩa xôi gấp đỏ ao. Nguyễn Vạng treo súng vào cột nhà rồi lững thững ra cửa. Còn mụ hơn, vợ thằng Công cắp thúng từ trong bếp lặng lẽ lướt qua mặt Vạc. Có trời biết nó đang nghĩ gì. Chồng cắn lưỡi chết, bố chồng sắp bị xử bắn. Chắc là cô à cắp thúng, đi chạy ăn. Sướng lắm, bây giờ mới thấy cái nỗi khổ của ông bà nông dân. Còn dầu địa chỉ có khác Cứ mơn mờn Thằng công, rõ khéo trọn vợ Mắt đen lay láy Thắt đáy lưng ong, da đò hồng hồng Thời thế không thay đổi Thằng công không cắn lưỡi tự tử Cứ gọi là nó còn đẻ ra ối địa chủ con Có tiếng trẻ la hét ngoài vườn Và ngó qua bờ tường dậu Ngỡ ngàng nhìn bọn trẻ Chúng thật tinh quái Bay đặt cho chơi y như tòa án huyện Mở phiên tòa xét xử thằng cu tốn con mụ hơn Chúng bê gạch chồng lên làm khám đài Thằng Tốn bị trói hai tay Ngồi bệt xuống đất Chúng lấy gạch quay xung quanh thành vành máu ngựa Ngồi trên khám đài Có thằng Tý Con bà Dĩ Ngọc Thằng Tường Con nhà Nhương Điếc Con Hương Con nhà Thạnh Nghèo rớt mồng tơi Khán giả tham dự là mấy đứa bé lít nhít con đề chuông Mũi thỏ lò Miệng đầy rớt rãi Ngồi trố mắt nhìn thằng Tốn bị sử bắn hai thằng choi choi con nhà đan nhà hồng lấy quả sam làm đạn dương súng cao su thì nhau nhắm vào đầu thằng tốn bắn thằng cú tốn khóc thét lên nguyễn vạn chạy ra quát phiên tòa của tụi trẻ tạm dừng vạn quan sát khắp vườn thấy tan hoang những trái đu đủ xanh bị chọc lỗ chỗ chúng vặt trụi những trái mít non vứt tướp xuống gốc mấy khóm chanh bị đau, bật tung rễ Ai cho chúng mày phá vách thế hả Vạn quát Và nhìn hăm hăm bọn trẻ Chúng đưa mắt nhìn nhau lặng thinh Mãi lúc lâu Thằng tí mới nói Dạ Đây là chúng cháu Muốn đào tận gốc Chốc tận dễ bọn địa chủ đấy ạ à. Mảnh vừa này Không phải của đội chủ nữa Hiểu chưa Tao cấm chúng mày từ nay Không được phá vách ở đây Tối nay Cái hạnh đòi về ngủ với mẹ nó một đêm nguyễn vạn thấy trống vắng lạ một mình nấu niêu cơm ăn xong trời đã tối vạn thắp đèn ngồi uống chưa xong bát nước đã thấy vợ thằng công nen nét vào nói với vẻ hốt hoảng từ ngày vạn về đây chưa một lần mụ ta nói với vạn nửa lời mụ nhào đến quỳ xuống hai tay chới với nắm lấy tay vạn mắt rực lên con lầy ông con cắn rơm cắn cỏ con lại ông bà nông dân ông đi lâu ngày nên không biết rõ con con về làm dâu nhà này nhưng không ác với ai không bóc lột ai con còn nén giúp đỡ nhiều người nghèo khổ ở thôn này gia đình đẻ con ở làng hồi cũng nghèo lắm cũng vì ông trời sinh ra con có cái sắc hơn người một tí làm anh công anh ấy mê con âu cũng là cái số con nó khổ thế này đây bây giờ đời con chỉ còn có mỗi thằng con trai thằng cu tốn đấy chồng con đã chết rồi dù nó là con cháu địa chủ nhưng con hứa với ông bà nông dân cố gắng nuôi dạy nó thành người nghèo khổ vâng con cố nuôi dạy nó thành người nghèo khổ <laughs> con chấp tay lại ông trăm ngàn lần đừng ghét bò nó đừng để các con của các ông bà nông dân đánh đập nó mấy ngày hôm nay thằng cu tốn nhà con bị đánh sưng cả mặt mũi con nhìn thấy các ông con của ông bà nông dân đánh nó xử tội nó mà con không dám hé răng nói nửa lời con sợ ông bà nông dân lại bảo con chống đối lại giai cấp nghèo khổ con đau khổ mà không dám nói cùng ai con liều đến cửa ông ông ở gần bảo giúp hộ con những lời cầu khẩn van xin của mụ hơn làm vạn bối rối việc để tụi trẻ con không được đánh đập thằng tốn thì vạn đã làm được nhưng trước mắt mụ hơn vạn không thể hứa giúp đỡ con nó vạn ngồi ngây không dám nhìn vào mắt mụ hơn mụ không hiểu được ý nghĩ của vạn không thấy vạn nói gì mụ hơn càng dối trí ông nói hứa giúp con đi con lay ông mụ hơn cuống cuồng nước mắt giàn ruộng con đã nói với ông thật lòng bây giờ con không còn gì chỉ còn mỗi thằng cu tốn và cái thân con đây ôi cái thân con cái thân con đây cũng chả tiếc hay là hay là mụ hơn ấp úng trong ánh mắt tuyệt vọng của mụ hơn bỗng vụt lên một cái nhìn rực lửa điên loạn vạn hoàn hốt khi nhìn những ngón tay mụ hơn bấu chặt vào cánh tay vạn hay là cái thân con đây Ông muốn làm gì thì làm <laughs> Tấm thân mềm rũ của mụ hơn Đồ sụp vào ngực vạn Vạn lấy hết sức lực đầy mụ hơn ra Và đứng vụt dậy Nhà chị ra đi Vạn rít lên khẽ khẽ Chị ra đi Tôi hứa Tôi hứa Ông hứa cứu con Chị ta hoảng hốt Ôi Con đội ơn ông con lại ông mụ hơn lại cúi rạp xuống chắp tay vái lia lệ mấy cái rồi vội vã đứng dậy chạy vụt ra cửa người ta rong kẻ phạm tội đi xử bắn cậu trường nam con và cái hạnh phấp phòng chạy theo sau ra tới cầu đá hai đứa trẻ lại chứng kiến cảnh náo động của làng đông người ta ồn ồn từ khắp mọi nơi đồ dồn về cánh đồng mà rốt họ bắn vào đầu hả anh nghĩa vào đâu chứ còn vào đâu Thế họ có làm đám ma không Cái hạnh nói câu này thì thằng Nghĩa chịu Không biết họ có làm đám ma không Nghĩa ngầm phục đầu óc bé con của cái hạnh Hãy nghĩ ra những điều bất ngờ Chắc hôm nay chú Vạn chỉ huy đội dân quân Gồm những tay súng cừ khôi ở làng đông Hai đứa theo chú Vạn ra tới cánh đồng mà rốt Dân chúng đã ngồi hết vào vị trí quy định riêng cho từng làng xã ranh giới giữa các địa phương là những đường dây thừng căng thành từng ô thẳng tắp có biển báo vị trí từng đơn vị cái hạnh bám chặt tay thằng nghĩa khi người ta rong từng tên tội phạm trói tội phạm vào những chiếc cột chôn dựng đứng thành một hàng ngang đà đào bọn địa chủ cương hào gian ác đà đáo đà đáo đà đào bọn việt gian quốc dân đảng đà đáo đà đáo những tiếng hô vang dậy và những cánh tay đồng loạt giơ lên răm rắp như hôm ở sân đình đông em sợ lắm sợ cái gì nghĩa trấn an hạnh mày không trông chú xẻng chú sình bị trói vào cột kia mà chú ấy cũng không sợ đúng là đồ con gái nhạt gan. cái hạnh đưa mắt tìm chú vạn người ta còn làm những thủ tục gì đó mà cái hạnh không hiểu nó nhận ra chú vạn đã nằm sẵn bên bệ bắn không gian chợt lắng đi hình như mọi người đều nín thở chờ đợi giây phút quan trọng nhất bịt mắt một mệnh lệnh từ đâu đó phát ra hạnh không hiểu có phải tiếng chú sinh bị trói chặt mà miệng vẫn hô to đảng lao động việt nam mua năm hô chủ tịch mua năm mọi người thấy sững sờ với tiếng hô hô chủ tịch mua năm lại phát ra từ miệng tên tội phạm một loạt tiếng nổ dậy lên cái hạnh thấy choáng váng tai, u đặc, mắt hoa lên. Nó hoàng sợ, ôm chặt lấy thằng Nghĩa, không dám ngẩng lên nhìn những người bị bắn. Cuộc đấu trường kết thúc. Hạnh chen lấn, bám theo thằng Nghĩa, đi về lối bờ sông. Cháy! Làng đông cháy! Tiếng ai đó thét lên thất thanh. Dòng người đi trên bờ sông trượt nháo nhác, chen lấn nhau, chạy uỳnh uỳnh. Chân tay Hạnh buồn rồn, mắt nhìn về làng đông một cột khói bốc lên sau rặng tre loáng cái đã bùng lên thành ngọn lửa đỏ rực nghĩa kéo cái hạnh chạy về tới cầu đá nghe tiếng hét Ơ, làng nước ơi cháy từ đường họ nguyên thằng nghĩa buông tay cái hạnh vụt đi trước tiếng kêu gào lẫn tiếng nồ lụp bụp đùm đốp như pháo bụi than cuộn lên bay khắp trời làng đông chân tay cái hạnh run bần bật nhớn nhác tìm thằng nghĩa trong đám đông nhộn nhạo người thùng người son trào múc nước từ dưới ao chuyển lên dội vào những đám lửa còn cháy len lét trên các cây cột cái trên các vì kèo hai gian nhà của nhà nghĩa phải dỡ tung mái tranh xuống để tránh lửa cháy tạt sang dập tắt lửa xong người nằm người ngồi ngà ngốn trên sân ngoài vườn ngoài ngõ bờ ao Dương mắt mệt mỏi nhìn ba gian từ đường họ Nguyễn, trụi lổi, đen thui cả 16 cách cột và bút vì kèo nham nhở, còn ngún khói, đứng chơ chơ giữa trời. Cũng còn may cho họ Nguyễn, còn lại được gian hậu cung. Các cụ ngày xưa mà không cuốn bằng gạch, thì hôm nay cụ tổ cũng bị thiêu cháy. Mẹ thằng nào đút, từ đường họ Làng đông đi đấu trường hết Thì còn ai vào đây nữa Ngoài mấy thằng quốc dân đảng bên nhà thờ thượng Đem hai thằng dân quân canh gác Mấy thằng phản động ra mà kháo Họ gác tội phạm Chứ có gác từ đường cho họ các ông đâu Tài dĩ hôm nay không đi đấu trường Tôi chạy về Thấy gánh phân châu của hắn Quăng ở ngay đầu ngõ kia kia Gọi thằng dĩ lại đây xem nào Chú dĩ từ đâu chạy đến Đứng trước đám đông đang tụ vạ giữa sân Tôi không đốt từ đường. Chú thanh minh, tôi đang gánh phân châu tới ngang đây, thì thấy có lửa cháy ở góc kia kia. Chú dĩ chỉ tay vào góc trái từ đường. Thế là tôi vất mẹ nó đấy, chạy vào, thấy hai tay dân quân đang ngủ gật, ngủ gà ở cửa. Tôi thét, cháy. Thế là hai tay dân quân làng hạ, hoàng hốt, chạy vào đưa được ông sung, chú hình và mấy tội phàm nữa ra ngoài. Chứ không thì nay cũng chết cháy hết cái hạnh tìm thấy thằng nghĩa nằm vật ra bên khóm chuối ngoài vườn mặt đen nhèm bụi than cái hạnh ngồi xuống bên thằng nghĩa và bỗng dưng nó bật khóc u u vừa khóc nó vừa nhìn những cây chuối héo quắt lá những tàu cau vàng khè với sức nóng của đám cháy bốc lên anh nghĩa ơi tối nay anh đến ngủ nhà em nhà anh thế kia thì tối nay anh ngủ đâu được Thằng Nghĩa và cái hạnh mài mê chặt những cây chuối bị chết cháy, ghép thành một cái màng để chờ cỏ từ bên kia sông. Hồi này tuy vẫn ở với chú Vạn, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn đi ra cắt dạ giúp mẹ. Bố mẹ Nghĩa đang chặt khóm tre bị cháy, để ngâm xuống ao cho khỏi mọt. Ngoài đường bỗng rộ lên những tiếng kêu la và tiếng chân chạy rình rịch. Đánh bò mẹ chúng nó đi, Quân độc ác, điêu ngoa. Bà Hinh chị ngọ cô tí hin và cả chủ tịch đột quần áo bị xé tà tơi hốt hoàng chạy vụt tới nhảy lên nền từ đường cháy rồi chui tọt vào trong hậu cung đóng sập cửa lại một đoàn quân với nét mặt hầm hầm mang gậy đòn gánh bước tới trước mặt bố mẹ nghĩa giọng phẫn nộ chúng mày giấu cái quân khốn kiếp ở đâu hả bố mẹ nghĩa đứng ngây ra không nói được câu nào nó ở trong hậu cung đấy chú huynh nói Đoàn người xô vào đập cửa nhà hậu cung rầm rầm Mở cửa ngay Giết chết chúng nó đi Cắt lưỡi Nhét cướp vào mồm chúng nó Khoan Tất cả hãy khoan đã Chú vạn tập tĩnh Xách súng chạy vào đứng giữa sân quát Mọi người đứng lặng nhìn chú vạn Đây Súng đây Chú vạn ném khẩu súng Xuống đống giả giữa sân Các người muốn trả thù cho hà giận Thì hãy bắn vào nguyễn vạn đây này Nguyễn Vạn giật cúc áo, phanh bộ ngực đầy sẹo loang lổ, nhìn mọi người. Cái hạnh run rẩy, lao vào ôm chầm lấy chú Vạn. Chú Vạn cứ đứng trơ ra. Không ai ngờ ông Sung lại là người đầu tiên ném chiếc đòn gánh trên tay xuống sân, rồi nhảy bổ lên nền từ đường. Ông giang hai tay, ôm ghi lấy cột từ đường bị cháy trụi. Mặt ông Sung trừng trừng, nhìn mãi lên bầu trời xanh cao lồng lộng ông thét lên một tiếng kêu Trời! Rồi bỗng cười khủng khục như điên dại Trong khóe mắt của ông vằn đỏ lên những tia máu